của những người đứng đầu của các câu lạc bộ tại Hà Nội và mọi nơi hôm nay cũng được dự tiệc về đây. Tôi xin giới thiệu một số các chủ tịch câu lạc bộ và những người có trọng trách có ảnh hưởng rất lớn trong các phong trào văn nghệ yêu ca hát của Mai Cara nói riêng và các dòng nhạc khác cũng đã thể hiện về đây. Xin mời anh Sơn Vũ, chủ nhiệm câu lạc bộ tình ca lên sân khấu. Vâng, xin mời anh Sơn Vũ. Xin mời anh Trường Thành và chị Hà Sen, chủ nhiệm câu lạc bộ Bolero Hà Thành lên sân khấu. Xin mời anh Nguyễn Quyền, chủ nhiệm câu lạc bộ Tình Bạn Đam Mê Ca Hát lên sân khấu. Xin mời bạn Bông Hồng Đen, chủ nhiệm câu lạc bộ Yêu Nhạc Vàng Hà Nội lên sân khấu. Xin mời Lâm Tứ, chủ nhiệm câu lạc bộ Hà Nội Kết Nối Đam Mê lên sân khấu. Xin mời anh Hoàng Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ Hà Nội Khát Vọng Đam Mê lên sân khấu. Và xin mời anh Tomenti, chủ nhiệm câu lạc bộ Tình Ca Sĩ Vạn đã có mặt tại sân khấu. Một tràng pháo tay cho tất cả quý vị và chúng tôi, những người làm nên những đóng góp trong những ngày vui và sự có mặt của ngày hôm nay, thưa quý vị. Sâu về những người có trọng trách chính của câu lạc bộ Mai Cara Hà Nội, của anh Lâm Tứ nói riêng và toàn bộ ekip thực hiện cái chương trình ngày hôm nay, nhưng mà đó là cái màn giới thiệu về sau. Bây giờ vì là lượng đăng ký của tất cả những chị em, anh chị em yêu ca hát rất là nhiều, cho nên chúng tôi xin phép là ngoài việc giao lưu, chúng ta có thể vào chương trình ca nhạc luôn, có được không quý vị? Và sau đó tí nữa là chúng ta vừa ca hát và vừa giao lưu. Chúng ta nhớ một điều, chúng ta giao lưu chủ yếu ở dưới, và khi trên sân khấu chỉ là thể hiện cho phần nhạc. Chúng ta cố gắng không mất thời gian ở cái đoạn mà nán lại chụp ảnh, nó rất là mất nhiều thời gian để cho các bạn đằng sau nữa còn đánh lượt, bởi vì thời gian cũng phải chúng ta cũng phải tôn trọng thời gian một chút. Và thưa quý vị, chúng ta cũng không cần phải đón đợi gì nhiều nữa. Một nhạc phẩm đầu tiên của chương trình do chủ nhiệm Lâm Tứ với nhạc phẩm Bến Sông Chờ. Vâng, một tràng pháo tay để chúng tôi chờ đón bản nhạc này.